anh này quen chị này xong mà chị này không thích lại. Thường thường mấy bộ phim hay vậy á, để mình coi. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Và ngày hôm nay thì mình xin phép sẽ được reaction một bộ phim khá là hot tip trong cái khoảng thời gian hiện tại, được công ty MCV sản xuất. Theo như mình được biết nha, thì có rất là nhiều các anh chị diễn viên rất là nổi tiếng, và mình dường như là mình cũng đã gặp rồi. Đó chính là, một là Anh Suy Nghĩ nè. Mình đã từng tham gia gì ta? 2000 years later. À đúng rồi, mình đã có tham gia một cái chương trình đó là Biệt Đồ Lòng Tiếng cùng với anh Xuân Nghị, và tham gia rất là nhiều chương trình cũng như là các bộ phim sitcom cùng với chị Lê Lộc nữa nè. Đó, và cũng có tham gia rồi với lại chú Tiến Đạt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ reaction tập 3 nha. Ok, bắt đầu thôi. Trời ơi, chị không thấy mình đẹp. Cái này như là quay một biển luôn á. Ước gì mình cũng được quay. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Trời ơi, chị không thấy quần mặt mộc mà đẹp. Anh Mon hát bài này mọi người. Chú Khương Ngọc. À, phải gọi là anh với anh. Trời ơi, chị lại làm bị hố. Sáng hố. Ghê ta. Trời ơi, lộn. Hả? Hồi nãy mình lộn mọi người. Không phải là chú Tiến Đạt mà là chú Hướng Minh Đạt. Trời ơi, mình lộn. Cái đầu của mình giờ này nó bị ngu mức như vậy luôn á. Thiệt sự luôn á, học riết khùng rồi, có thiệt nha mọi người. Em vẫn còn thói quen ngắm biển buổi sáng ha. Trời ơi, cảnh đẹp. Nhớ vợ hay cho tắm biển. Chị ngon về là thành phố vậy? Xây lâu đài khác đó. Anh đợi em về chung luôn. Em tính học tập không? Em ở đây luôn mà. Ồ, phủ phàng quá. Phủ phàng quá chắc là. Ở chị ở đây có gì cho em làm? Phí tài năng của em lắm á. Chắc là anh này quen chị này xong mà chị này không thích lại. Thường thường mấy bộ phim hay vậy á, mình coi. Em quyết định như vậy rồi. Với lại ở đây cũng có người mà em đang muốn chờ. Trời ơi, đau lòng thì cũng. Con chó dễ thương quá ha. Con chó dễ thương quá ha. Nói chung là lo lắng quá. Nghe giọng chỉ có chị lên quảng cáo. What? Trời, mất hứng ghê nha. Đừng có thức khuya nghe không, phải ngủ chi cả sớm, sáng dậy sớm. Trời ơi, có giọng của chị Lộc kìa. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Mình chỉ muốn nói là cái hình ảnh này thật sự rất là hợp với chị Lê Lộc luôn. Mọi người nhìn đi. Trời, thật sự rất là hợp luôn á. Để giờ còn bị hôn nữa. Nó nghe. Mày nói gì? Ghe lớn về rồi. Trời, ghe ghe ai? Ghe con biển đó. Lấy theo đi cơm cháo. Hả? Nè. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Trời ơi, chị Lộc. Đây chắc là bà hàng xóm trong truyền thuyết không mọi người. Rồi rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Sáng sớm diễn rằng hả? Kìa. Chuyện kìa. Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được người trên thuyền của mình. Thôi có gì đâu, bị sơ sơ đó hả?
Sơ sơ cái gì mà sơ sơ? Nhìn qua là biết gãy chân rồi. Kiểu này là ở nhà dài hạn nha con. Trời ơi, đúng kiểu của mấy bạn hàng xóm luôn á. Kiểu hay mỉa mai xong nói này nói nọ. Bà con, coi tôi nói đúng không nha. Từ ngày mà có cái ghe đây á, là xảy ra đủ cái chuyện hết đúng không? Đúng rồi. Ông Tư á, thì bị tai biến nè. Thằng Mạnh á, bây giờ chưa có tỉnh. Bây giờ, thằng Phú, gãy chân. Bây giờ mà đi ra một chuyến ra biển nữa hả, là mất tích luôn. Mày im đi được không? Tôi thấy bà ấy nói cũng có lý ấy. Đúng rồi. Tại ơi, cái ông này nữa. Chiếc ghe của ông Tư về là đủ thứ chứ ạ. Hôm nọ nhá, là khách của ông San Hô còn gặp ma đó. Chú Tư ơi, chú xem như thế nào chú. Giải quyết đi. Ừ, giải quyết đi. Đúng rồi. Giải quyết đi. Mọi người bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Không, bình tĩnh làm sao bình tĩnh được. Bây giờ thuyền thúng của tôi ấy, ngày nắng bị hỏng luôn. Từ ngày có chiếc ghe. Từ đã nói rồi, để cho Tư giải quyết được không hả? Sao gì giải quyết cái gì? Mọi người mệt lắm rồi mà. Thôi đuổi hết hồn à. Bị ấm. Là trong đây nó có tình tiết tâm linh nữa mọi người. Thật ra là mình cũng có đọc một vài tình tiết rồi. Và thật sự mà nói là đây là một phim rất là hay và khá là thành công. Bởi vì là nó có rất là nhiều yếu tố tình cảm, căng thẳng, xong rồi là có cả tâm linh nữa. Mà thật ra mình vẫn chưa coi cho nên mình cũng chưa biết là nó như thế nào nữa. Cho nên mình sẽ xem tiếp. Trời ông Tư không xỉu rồi kìa. Đưa ông đi cấp cứu mẹ lên. Đi. Sao vậy ba? Ráng lên anh. Đi. Ba sao vậy ba? Trời ráng ơi. Ráng lên. Cái gì vậy biết nữa. Rồi, đem cá lên đi rồi tôi cân chứ còn về nữa. Trời ơi, vậy con tướng mình đẹp ghê luôn á trời. Phải khen, nghĩa là lúc nào gặp nhìn là phải khen luôn á. Sao ngồi đây vậy? Giết. Xem ngắm biển. Mình hay bị trong lớp mình hay bị lắm. Kiểu mấy đứa ngồi kế bên này. Em à, em ngắm ai vậy? Thì em ngắm hết đó. Em ngắm anh nữa. Trời ơi, mình hứa luôn á. Tuy là rất là nhiều người sẽ ghét cơm chó, nhưng mà cổ lương đó. Nhưng mà đối với mình thì nó cũng là một cái gì đó mà rất là hạnh phúc đối với người ta. Cho nên là mình cũng thích. Kiểu nhìn thôi thì cũng cũng mong một ngày nào đó. Nhưng mà ý mình là thì nó cũng dễ thương đó. Cho nên là mong là mọi người, có lúc thì mình cũng ghét thiệt, tại vì nó kiểu bị lố quá. Nhưng mà có mấy cái nó dễ thương á thì mình cũng thấy nó rất là ok. Tại biển chứ không phải là nhóm anh biển. Bãi biển hay là anh biển thì cũng là biển mà. Bãi biển hay là anh biển thì cũng là biển mà. Biển không nói biển được thi không? Hay là biển thi thì cũng là biển thi. Trời ơi, dễ thương nha. Nhưng mà chừng nào anh đi nữa vậy? Dễ thương ghê luôn á. Giống phim tình cảm Hàn Quốc luôn. Hả? Biển sẽ tỉnh lặng. Trời. Mình hứa với các bạn, khi mà các bạn nói một cái câu mà kiểu em giống như là để lấy được sự tin tưởng, không phải là để lấy mà là mình muốn người ta tin tưởng mình một cái việc gì đó, và khi mà người đó kiểu cố gắng và ủng hộ tụi mình đó, nó sung sướng kinh khủng khiếp luôn. Chẳng hạn như có nhiều lúc nha, việc thi hát hay là nhảy gì cũng vậy mà việc thi không làm được, nhưng mà cái lúc đó việc thi nói là bản thân mình sẽ làm được thôi. Xong rồi cái mình hỏi, chẳng hạn như mình hỏi thầy Kira, chị Hana đó, mình hỏi là chị có tin em không? Xong chị Hana hỏi Kira nói là không, chị tin em, chắc chắn là em làm được. Mà mình hứa với các bạn nó tuyệt vời lắm luôn, mà kiểu mình cảm thấy nhiều động lực kinh khủng khiếp luôn á. Dễ thương lắm luôn á, thiệt sự. Khi mà được những cái câu chuyện động lực như vậy nó rất là tuyệt vời luôn á. Trời ơi, chị Lộc ơi. Đi thăm bệnh hay đi nhậu mấy cha? Ngồi xuống uống ly hồ. Hả? Ngồi chơi. Ừ. Cái gì? Muốn hôn cỡ tao không?
Ôi. Trời ơi, dạ. Đang gái mà dở hoài. Ôi mày. Nhớ gai nha. Rồi. Chị Lộc chắc là một yếu tố gây hài trong cái phim này ha. Xuống uống ly mày. Rồi xíu mang cái thùng Bivina qua nữa. Nhớ lắc xe nha. Tao nói bia Bivina mà uống út lần, trời ơi nó ngon quá cháy luôn. Ê. Mò gì mày? Mò gì mày? Bụm nhậu, bụm nhậu. Trời ơi, đó. Cho bà ly đá nè. Trời ơi, bụm nhậu. Bia. Chưa. Có luôn. Thôi. Có cái này vui lắm nè, Hùng. Nè. Trời ơi. Trời. Cái này nhà tao bán tao biết mà. Tao với ông già chơi hoài không quên. Trời ơi. Dữ à. Vì giờ chơi tụi tao đi. Để chơi tao mày. Ăn trước cho. Rồi. Bia hả? Thôi chưa được tụi ổng bè. Chỉ định. Nói vậy hồi chứ. Thì vậy đó. Bí mật nha. Quảng cáo hoài luôn á, bực mình luôn á. Thật sự bực mình quảng cáo á. Là mày chỉ thằng nào nó uống. À, thôi vậy tao chỉ mày đó, mày uống luôn đi. Tao ăn gái luôn á, chỉ nó tội nghiệp nó. Uống đi săn hô. Có cho có chịu mày. Không. Dễ thương quá à. Lộ bột nhậu. Dạ tới tao. Rồi rồi. Chỉ định tiếp. Thôi vậy vậy. Mày. Mày uống đi sao không? Mày uống đi. Trời tao bay tủ gì với tao. Vô mày. Vô. Uống này xong là mấy anh ấy kiếp nữa là sướng lắm á. Quay nha. Là được uống chung luôn á. Chỉ định. Chỉ định mày. Dạ, thôi vậy. Ê, ê. Trời ơi. Còn bia mày. Còn. Đây, tao không? Trời ơi, chị Lộc ơi. Chỉ cần Lý Biển thành công vài lần nữa, thằng Mạnh có cơ hội khỏi bệnh, thì mọi người sẽ không ai quan tâm tới những chuyện vớ vẩn nữa. Bạn thì có thể làm lậu, nhưng mà anh nhớ là phải bình an trở về nha. Anh sẽ luôn bình an mà. Trời ơi. Vì... trời. Không biết nhưng mà mấy cảnh này nó rất là dễ thương quá. Không, nó thiệt sự là chạm tới trái tim luôn á. Dễ thương thật sự. Anh có cái này nè. Anh giữ cho kỹ nha. Anh luôn giữ nó bên mình mà. Không biết ở anh ngoài đời nhau. Nó có kiểu vậy không ha? Lúc nào cũng có em chờ anh về. Dễ thương lắm luôn á, dễ thương lắm 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 luôn á. Em thấy không? Ánh sáng ngọn hải đăng luôn làm anh cảm thấy yên tâm. Và dù đi xa cỡ nào, anh cũng luôn cảm giác như có người thân ở bên mình vậy. Em cũng phải luôn tin anh. Vì còn ngọn hải đăng, nó còn về đi được. Ồ, nó ngọt. Hả? Trời ơi, nổi da gà luôn rồi. Trời ơi, nổi da gà luôn rồi. Trời ơi, nhìn chiếc lá rung rơi theo cơn mưa. Nhớ chia tiền. Trời ơi, nổi da gà hôm nay cũng bán được 3 thùng bia ông ơi. Đời vui lúc nào vui, sướng lúc nào sướng, sướng nhất là nhậu mà không có tiền. Thôi đây, thôi đây. Tao Ngọc nè. Thôi đây, thôi đây. Trời ơi, giờ này còn giỡn nữa. Nhà mình cháy rồi kìa, đi về đi. Đi về đi. Tiền của tao nằm ở trong đó đó. Cái gì? Tiền của mày, tiền của tao nằm ở trong đó. Anh Biển, bỏ giờ tao đây. Tiền ở đâu? 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 Tiền ở đâu?
dã man thiệt á, cảnh này dã man. Ý gì vậy? Gì vậy? San hô. Gì vậy? Đùa vui buổi trưa hè cho nó mát mẻ đó mà. Ui á. Gì vậy? Nè. Muốn gì? San hô. Em về em nói lại chú sò á, nhớ trả tiền cho anh đúng hẹn. Nếu không á là tụi anh giận lắm đó. Cho anh cho biết chú sò thành chó xù đó, hiểu không? Vậy là chắc là đốt nhà là mấy người cũng đốt nhà trái kìa. Lấy được lấy dùng đi. Giỡn mặt hả? Không có tiền trả là anh lấy san hô về nhà bỏ trong tủ kiến chân đó, chứ không có đùa đâu. Sao lúc này nó gây cấn mà mình cười. Chị Lộc ơi. Hết tập 3. Thì hết tập 3 rồi. Và thật sự là trong một tập nhưng mà nó có rất là nhiều cảm xúc luôn. Mình vừa thấy vui, vừa thấy buồn, mà vừa thấy hoảng sợ nữa. Thiệt sự là tập này rất là xuất sắc luôn á mọi người. Mình coi á thì thấy chị San Hô rất là vui. Và anh nghĩ thật sự là ở ngoài anh nghĩ rất là khác ở trong phim luôn á. Chấm 9 trên 10 cho điểm này. Rồi. Chấm 9 trên 10 cho bạn này luôn. Cho nên là mong mọi người hãy tiếp tục đón xem Hậu Duệ Của Biển nha. Bye bye. Và video clip reaction của mình tới đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người sẽ có một ngày vui vẻ. Bye bye.